phương thứ sáu. Hôm nay là một thứ sáu rất là đặc biệt quý vị ơi. Phải nói là hôm nay chúng tôi đã mời được trưởng môn phái Nga Mi, Diệt Tuyệt Sư Thái. Xin mời chị lên tiếng. Nga Mi, Diệt Tuyệt Sư Thái. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài và chương trình Chuyện Phố Phường với người bạn thân Trung Tử Lưu, chị Trang Thanh Lan và Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh ạ. Không phải là Mỹ Linh, phải gọi là Bạch Phát Ma Nữ Truyền. Không, phải Phát Ma Nữ Truyền. Phái Nga Mi là phái Thiếu Lâm Tự nè, này phái Võ Đan, đây là Bạch Phát Ma Nữ, nữ đó mà. Quý vị có thấy giống Bạch Phát Ma Nữ không quý vị? Giống. Nga Mi nghĩ rằng Trung Tử Lưu là phái Không Động thì đúng hơn. Không động là sao chị? Là cái phái của người ta chứ em hỏi gì vậy? Không động là không động đậy đó. Chị Linh ơi, chị giới thiệu thêm một trưởng môn nhân nữa đi. Bây giờ xin quý vị, Mỹ Linh xin giới thiệu cái ban. Làm mắc cười giới thiệu không được. Nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Cái ban gì mà đâu có vậy? Trưởng môn phái cái ban. Chứ không phải cái ban gì mà ôm cái đàn đó. Đàn này mất tiền lắm, chị nói sao vậy? Cái ban giàu lắm em. Đúng rồi, chị nghe chị Lan nói đúng rồi đó, cái ban giàu. Chị Nga Mi ơi, thưa quý vị, phải nói chút xíu nữa là nữ ca sĩ Nga Mi là một người quen của Trung Tử Lưu, người bạn đã mấy chục năm rồi. Chị là một người rất là tài năng thưa quý vị, và trước đây trong cái thời mà băng nhạc còn hoạt động rất là nhiều đó, lúc mà chị còn hoạt động thì chị chuyên về dân ca Việt Nam. Chị theo đuổi cái dòng dân nhạc của Việt Nam và rất là trân trọng, và chị đã có những cái CD, những cái tác phẩm rất là cũng như những video nữa phải không chị, về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên ngoài cái tài năng đó, chị còn hát những cái loại nhạc khác rất là hay. Và hôm nay thì trước hết đó, thì chị Nga Mi sổ một câu nhạc chị hát, như ví dụ như là em nhớ là Chầu Văn hay là Ả Đào vậy đó. Em thực sự không biết Chầu Văn, Ả Đào phân biệt như thế nào, nó khác nhau hay giống nhau chị? Khác nhau chứ, khác nhau nhiều lắm. Ả Đào là một cái bộ môn hát truyền thống của Việt Nam mình và chỉ có ở miền Bắc thôi. Còn Chầu Văn thì hiện thời thì tất cả miền Nam, miền Bắc và miền Trung đều hát, nhưng mà đầu tiên là hình như là họ miền Trung là hát nhiều nhất. Bây giờ chị sổ một câu gì đây, Chầu Văn hay là Ả Đào? Hai câu đi, một câu Chầu Văn, câu Ả Đào. Một câu họ Chầu Văn, một câu Ả Đào, chơi luôn vậy sao? Trời đất ơi. Thường thường thì hát Ả Đào đó là một cái bộ môn khó khăn, thì mà cái bài này là cái bài ai cũng nghe thì như vậy thì nó dễ hơn đúng không? Là cái bài mà Đào Hồng Đào Tuyết mà hồi xa người ta hay rồi, chỉ có bốn, ông hát bốn câu đầu thôi nha. Tuyết muôn đi lấy ông che tuyết bé tuyết không biết gì đến thì bây giờ chê ông ý già đã quá rồi. Trời ơi, thật quá. Cái này gọi là Ả Đào chứ, cái mình rặn cái tuyết. Không phải dễ đâu nhẹ. Chị phải để chăm tác chị mấy cái đó, chị sẽ sáng. Cái đó là cái ngân nhà hột trong nghệ thuật. Hay thiệt đó nha. Hay ghê. Giống nhưng mà cái giống khóc hả? Giống khóc gì ha? Đó là trong cổ á. Hay trong cổ. Khóc có nhạc đàng hoàng. Còn Ả Đào thì sao? Chầu Văn. Chầu Văn, bây giờ Chầu Văn. Nhưng mà bài Chầu Văn thì nó dài lắm. Dĩ nhiên mình hát một đoạn ngắn của cái, cái thể điệu hát Chầu Văn là một cái bài rất là thông dụng mà nhiều người biết của nhà thơ Nguyễn Bính á, là bài gì? Hôm qua em đi tỉnh về, hôm qua em đi tỉnh về,
đợi em ở mãi con đê y đầu làng y. Quần lính rộn ràng khăn nhung y, quần lính rộn ràng y, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Hay quá. Em thấy nó cũng hơi giống nhau, mà cái độ rung nó ít hơn phải không chị? À, không giống nhau, nhưng mà tại vì cái đoạn đó thôi, còn những cái đoạn mà cái kiểu những cái cách hát khác thì nó nó không có dàn trải ra. Chị còn biết bao nhiêu điệu nữa chị? Chị còn biết bao nhiêu cái điệu khác nữa? À, thì có hát sẩm, hát sẩm con họ. Để là tập 2, để tập 2 á. Nhưng mà quý vị ơi, lát nữa tới phiên phần chị Nga Mi đó, mà chị hát cái nhạc một cái loại nhạc khác mà quý vị sẽ ngạc nhiên lắm, chúng tôi luôn không có khác tiết lộ cho quý vị đâu. Cảm mà ơn. Quý vị sẽ thấy đây là một cái tài năng rất là dữ dội. Và bây giờ thì trước khi mời quý vị vào bước chương trình thì chúng tôi sẽ giới thiệu những cơ sở thương mại đầu tiên để bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên đó là Trung tâm Thúy Nga. Xin mời chị Mỹ Linh với Trung tâm Thúy Nga. Thưa quý vị, Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm Sugoi Fucoiden có dạng nước và dạng viên luôn. Thì với hàm lượng Fucoiden là cao nhất hiện nay, tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống u bú. Mỗi một hộp là 250 đồng. Và nó có hai dạng nước và dạng viên. Có, không? Nói rồi. Và nó giúp cho quý vị ngăn chặn di căn rất là tốt, cũng như là cho những người bị bệnh máu không đông. Bây giờ đến sản phẩm thứ hai của Trung tâm Thúy Nga. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella Real Nhật Bản, quý vị. Công dụng của Okinawa Corella là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan, thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể uống từ 10 cho đến 15 viên mỗi ngày, mỗi một hộp là 30 đồng. Và thưa quý vị xin gọi vào Trung tâm Thúy Nga ở số điện thoại 714-894-5811 cũng như vào thuynga.shop.com để mua những sản phẩm này. Trong đây còn nhiều sản phẩm khác lắm. Tiếp theo là công ty DMG James Arizona với những sản phẩm đặc biệt, chỉ có hai loại thôi. Đầu tiên là Masana Arizona, đặc sản của Arizona, cứng như kim cương và nó có đến 340 giá cách lượng nên nó sáng rỡ, sáng đẹp. 500 đồng 1 carat, 1.000, 2 carat, 2.000, 4 carat và nó được bảo hiểm trọn đời. Ngoài ra, mua một viên còn được tặng một viên cùng cỡ A5 đang thông dụng trên thị trường. Quý vị cũng thấy có một cái chương trình đặc biệt nữa của Masanai, đó là những chiếc nhẫn tuyệt đẹp vàng 18 carat kiểu Italia với những cái viên Masanai Arizona sáng rỡ, giá từ 2.500 trở lên. Nếu quý vị mua một viên, đang có một cái chương trình có 102, đó là mua một được tặng 1 carat hoặc 2 carat kim cương nhân tạo. Thưa quý vị, kim cương nhân tạo là gì? Là kim cương làm trong phòng thí nghiệm do mẹ hóa học đẻ ra chứ không phải là mẹ thiên nhiên. Không tốn máu và nước mắt của người công nhân nên giá nó rẻ gấp 10 lần kim cương tự nhiên. Tuy nhiên nó rất sáng, đẹp và nó có giá trị. Nó cũng có những cái nước từ nước DEF, VES1, VES2 v.v. được giấy kiểm định của GIA và IGI, những cơ quan kiểm định quốc tế. Và quý vị mua những cái viên kim cương này thì nó giá rẻ, mà quý vị thấy mua một chiếc nhẫn Masanai mà lại được tặng những carat kim cương này. Bên xin quý vị gọi cho chị Helen của DMG James Arizona để tham dự cái chương trình đặc biệt này, thưa quý vị. Và quý vị nhớ là họ đang có rất nhiều chương trình sale đặc biệt lắm. Phải gọi vào hoặc là vào kênh YouTube DMG James YouTube Official để xem. Cũng như họ, nếu quý vị muốn đổi những viên Masanai Arizona đang có lấy kim cương Diamond Lab đó, thì quý vị chỉ cần trả thêm 50% cái giá của viên Diamond Lab thôi. Xin quý vị gọi ngay cho số phone này. Tại Tân Tú Quỳnh có cái station của chị để tại đây với những viên kim cương Lab Diamond và Masanai Arizona rất là nhiều. Tuy nhiên ở đây không có carry những chiếc nhẫn vàng 18 carat Italia. Xin quý vị nhớ đến Tân Tú Quỳnh 714-612-7309. Và xin mời chị Trang Thái Lan. Trang Thái Lan giới thiệu công ty xuất nhập cảng Then Lê Yến, một công ty đã tiên phong trong ngành yến trong nhiều năm qua. Hôm nay là có chương trình sale đặc biệt cho lễ Mother's Day. Quý vị nên tới Then Lê Yến để mua yến trắng 5 chữ A hiệu Sống Vui. Yến trắng 5 chữ A hiệu Sống Vui của Then Lê Yến, sale 250g còn 540 đồng.
tặng đường phèn, sâm Hoa Kỳ, một hộp táo đỏ, nhãn Kỷ Tử. Nhưng mà hôm nay quý vị mua 5 hộp yến, yến trắng 5 chữ A này thì có 520 thôi. Mà tặng được, vẫn được tặng quà và một cái thố để chưng yến. Và nếu quý vị mua 10 cái trở lên, 10 hộp trở lên á, thì chỉ có 510 và vẫn tặng những quà giống như Kỷ Tử, nhãn, sâm. Còn thêm hai cái thố để chưng yến nữa. Ngoài ra công ty Thanh Lê Yến, nhớ là công ty Thanh Lê Yến là hiệu Sống Vui 5 chữ A nha quý vị, chứ không phải là Vui Sống nha quý vị. Có Vui Sống, Sống Vui, Sống Vui của Thanh Lê Yến. Yến khô không để tủ lạnh, không phơi khô, gửi hàng miễn cước phí, free shipping. Quý vị đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788, hoặc vào thăm trang nhà tiemyến.com hoặc website thanhleyến.com. Trong Thanh Lê Yến còn bán rất là nhiều loại khác, chẳng hạn như đồng trùng hạ thảo nguyên con với 40% off tất cả các size. Và thưa quý vị còn nhiều loại bào khác ngư và như các là loại bào xăm, ngư, xăm, rồi vẫn hoa. Vẫn còn 40% off cho đồng trùng hạ thảo, đồng trùng hạ thảo các size. Và nơi đây là một nơi uy tín, quý vị có thể đặt lòng tin vào yến chất lượng mấy chục năm thưa quý vị. Tiếp theo là công ty MV Heart với sản phẩm đặc biệt chúng tôi đã giới thiệu và đang giới thiệu hoài. Đó là sản phẩm một cái sắc phát minh đặc biệt của Nhật Bản, NMN. Có nghĩa là cái loại này là một loại dược thảo giúp cho quý vị kéo dài tuổi thọ, cải lão hoàn đồng thưa quý vị. Loại này ở Nhật Bản có thể bán đến 1.500 một hộp hoặc là từ 800 đồng tùy dạng, tùy loại thưa quý vị. Nhưng khi mà đến với Hoa Kỳ và được phát minh của Hoa Kỳ rồi thì giá xuống còn rất là rẻ cho quý vị, có thể mọi người đều với tay tới với 120 đồng một hộp và mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. NXMMN là cái gì thưa quý vị? Đó là một loại dược thảo mà chúng ta phải nói rằng nó giúp cho quý vị rất là nhiều để cho quý vị có thể kéo dài tuổi thọ, tuổi xuân quý vị nhiều hơn, quý vị có thể sống dài hơn, lâu lão hóa, giúp tăng cường trí nhớ minh mẫn, giúp phụ nữ xinh đẹp dài lâu, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người đang bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, đau xương khớp nhanh chóng phục hồi sức khỏe mỹ mãn, giúp ngăn chặn nguy cơ tăng cân nhanh gây béo phì. Quý vị không cần phải lo về tuổi thọ mà sống ngắn, quý vị sẽ được kéo dài tuổi thọ với NMN. 120 đồng mua 3 tặng 1 thưa quý vị, một hộp 60 viên uống 1 tháng. Sản phẩm thứ hai của họ đó là một sản phẩm mang tên Stem Cell Brunette. Đó là xem theo nhau thay cừu và brunette là yến thưa quý vị. Sản phẩm này nó giúp cho quý vị vừa cái stem cell, nó giúp cho quý vị tái tạo làn da, giúp cho da trẻ, da mịn, da đẹp và da căng bóng ra. Nó còn giúp cho cái brunette là yến, nó còn giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và quý vị ăn ngon ngủ yên, còn giúp cho bổ phổi nữa thưa quý vị. Đây là stem cell brunette, một hộp 100 viên, giá 100 Mỹ Kim và mua 3 tặng 1 cũng trong chương trình này luôn. Một cái sản phẩm tiếp theo của họ đó là White Skin thưa quý vị. White Skin Haki là một loại viên uống trắng da. Da quý vị sẽ trắng sáng lên từ từ khi uống loại này. Ngoài ra nó còn lọc gan và lọc phổi nữa, nên nó giúp cho quý vị sẽ lọc gan ra, làm cho những vết nám tàn nhang trên mặt nó sẽ biến đi từ từ. Nó chống viêm, để giúp cho quý vị chống viêm. Ngoài ra nó còn giúp cho quý vị, những người bị sinh xong mà phụ nữ đó, cái da bụng mà bị dùng chút xíu, thì có thể dùng cái loại này để cho quý vị có thể có thể dùng để làm cho trắng da nữa thưa quý vị. Đó là những sản phẩm của MV Heart chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay. Xin quý vị gọi vào cho công ty MV Heart ở số điện thoại hiện trên màn ảnh trong các sản phẩm của MV Heart, 714-722-9709 để mua những sản phẩm này mua sỉ thưa quý vị. Còn quý vị muốn mua lẻ thì quý vị có thể gọi cho Tân Tú Quỳnh, chúng tôi sẽ gửi đi khắp thế giới với trang web tantuquinh.com hoặc là 714-612-7309. Và tiếp theo là một nơi mà quý vị rất là ưa thích, đó là Bé Hai bán trái cây tươi. Thưa quý vị, Bé Hai bán trái cây tươi địa chỉ là 8892 Bosa Avenue, ngay góc Bosa và Magnolia trong khu chợ ABC kế bên tiệm bún Ban Mai. Nơi đây có bán trái cây Á Châu, những trái cây mà của miền nhiệt đới của người Việt Nam, Thái Lan, vân vân. Và quý vị ơi, nơi đây có mít, sầu riêng, xoài, vú sữa, xoài cát Hòa Lộc, rồi xoài tượng, xoài Thái Lan, rồi bưởi diễn, bưởi xanh, bưởi da xanh, rồi cóc, ổi, xoài, mít. Rồi có tất cả những loại trái cây tươi của Việt Nam mà quý vị có thể tìm đến nơi để mua tươi rói mỗi ngày. Và quý vị có thể ở các tiểu bang có chương trình xuyên bang gửi cho quý vị qua đêm. Ngoài ra họ còn có bún, có loại các loại chả ốc, chả mực, chả tôm, là những loại chả đặc biệt để quý vị có thể mua về, đang có chương trình sale. Quý vị phải gọi cho hai số phone đang hiện trên màn ảnh của chị Bá Hai để mua. Ở đây mở cửa 7 ngày
từ sáng cho đến tối luôn, nên quý vị cứ tới đây, ở xa tới quý vị cũng ghé chị bé Hai tại vùng local, quý vị cũng ra chị bé Hai mua trái cây, bảo đảm rẻ hơn nơi khác. Mong quý vị sẽ ủng hộ trái cây tươi bé Hai, chuyên cung cấp sỉ và lẻ với hai số phone đang hiện trên màn ảnh trong khu chợ ABC. Và bây giờ là SK của Nhật Bản. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu những sản phẩm của SK Nhật Bản. Có một sản phẩm mới của SK Nhật Bản mà chúng ta phải nói đến, đó là loại eye cream để cho, giúp cho mắt quý vị. Cái loại eye cream này rất là đặc biệt thưa quý vị, nó có những tác dụng là chống cái mắt của mình, nó có những cái vết thâm đen xung quanh giống như con gấu trúc vậy đó. Quý vị sẽ phải sức lên để cho nó tan cái vết đen nó đi, rồi những người mà bị cái mí mắt nó sụp quá thì cũng sức cái này lên trên viền mắt, và bị mộng mỡ ở dưới mắt, bị nhăn ở dưới mắt cũng sức lên đuôi mắt nữa, thì quý vị sẽ có cặp mắt trẻ trung nha quý vị. Đây là loại đặc biệt của Nhật Bản mới vừa vừa phát hành trong thời gian ngắn lần đây thôi. Và xin giới thiệu đến quý vị công ty SK. Và thưa quý vị, tiếp theo đó là shampoo và conditioner của SK Nhật Bản, giúp cho tóc quý vị bóng mượt, tóc quý vị không gãy, tóc quý vị không bị gầu, không bị rụng vân vân, và tóc quý vị chắc cho cả nam lẫn nữ thưa quý vị. Rất là tuyệt vời với shampoo và conditioner với chất argan oil là chất chủ đạo. Ngoài ra họ còn có thuốc mọc tóc SK, chỉ cần 2 liều tóc quý vị sẽ mọc lên như thường thưa quý vị. Chai, một bộ như vậy là 2 chai, quý vị phải dùng hết 2 chai, nó sẽ mọc tóc. Dầu gội đầu 3 trong 1 của họ cũng là một sản phẩm đặc biệt để giúp cho quý vị có 5 màu để quý vị chọn lựa, gồm có shampoo, conditioner và thuốc nhuộm chung luôn. Quý vị chỉ cần gội lên để nửa tiếng là tóc quý vị sẽ chuyển màu với 5 màu tuyệt đẹp để cho quý vị chọn lựa. Và cũng có chất argan oil là dược thảo toàn bộ, nên không sợ bị hư da đầu, không sợ bị chất hóa học ăn da đầu thưa quý vị. Sản phẩm của họ một cái nữa đó là food Pure Mask, là một cái vớ đặc biệt mà quý vị chân bị nứt, bị nẻ, bị lở, bị khô, mà chân của quý vị mà cả đời bị nứt chân đó, quý vị không biết làm sao cho nó đẹp, thì ngâm đôi vớ này thưa quý vị, ngâm cho cái đôi vớ này và có cái chai treo trong đây để sức, thì trong một thời gian ngắn thì quý vị, chân quý vị sẽ lành lặn trở lại rất là diệu kỳ, và da quý vị sẽ hiu lại, nó sẽ khép lại, và nó chân quý vị sẽ hồng như gót chân em bé, một loại đặc biệt. Và cuối cùng của họ là hai loại gọi là hai loại collagen, một cái loại collagen là chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và một loại collagen là trị nám, trị đầu mồi, trị tàn nhang, xài rất là tuyệt vời luôn. Và quý vị thấy là những loại collagen này quý vị đã ủng hộ rất là nhiều, và bây giờ rất là nổi tiếng. Xin quý vị gọi vào cho chúng tôi với anh Scott ở số điện thoại hiện trên màn ảnh để quý vị làm đại lý. Anh đang cần 50 đại lý ở 50 tiểu bang, không phải là 50 đại lý mà 500 đại lý ở 50 tiểu bang. Và quý vị có thể liên lạc với các chợ tại miền Nam California đều có sản phẩm Envision. Quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh, chúng tôi cũng có đầy đủ gửi đi tất cả các nơi khắp thế giới cho quý vị sản phẩm của SK Nhật Bản. Bây giờ xin mời tiếng hát của chị Mỹ Linh. Hôm nay Mỹ Linh sẽ trình bày sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Mùa Thu Chết, được viết theo phỏng là thơ của Bùi Giáng. Ông đã làm phỏng theo một cái bài thơ của một người Pháp, thì là cái bài này nó rất là hay quý vị. Ta ngất đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, đã chết rồi, em nhớ cho. Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngất đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho
mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết. Đã chết rồi, em nhớ cho, em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn gần nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngất đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ, vẫn chờ. Từ đàn bà chuyển sang ông, đàn ông chuyển sang đàn bà. Chuyển qua người ta nói là cái mà uyển chuyển nó là như vậy. À vậy hả? Trời ơi. Chị Nga Mi có hiểu không? Diệt Tuyệt Sư Thái có hiểu không? Bạch Phát mà nữ truyền á, lúc thì đàn ông, lúc thì đàn bà. Còn chỉ hát cái giọng trầm như đàn ông rồi lên như đàn bà rồi xong xuống đàn ông. Mà nhìn thì thấy là đàn bà đẹp. Đúng rồi hả chị ha? Đó, có mình chị hiểu em đó. Người đàn bà đẹp trong một cái thân xác của ông, trong một tâm hồn của người đàn ông. Wow. Mấy người này á phức tạp quá nhỉ. Chị Nga Mi, trước khi chị hát đó thì em sẽ quảng cáo, nhưng mà trước khi quảng cáo cho em hỏi chị đó là chị bây giờ chị còn nghiên cứu về nhạc dân tộc nữa không, và chị còn đi diễn cái nhạc dân tộc đó nữa không? Nga Mi không dám nói đến chữ nghiên cứu vì nó không, tự nhiên thấy nó tự nhiên hiểu rất là nhiều. Đi trình diễn có học hỏi và có đi trình diễn và vẫn cũng còn trong tưởng tượng. Dạ. Tức là những chương trình đặc biệt, đặc biệt. Dạ, rất là đặc biệt, vâng. Dạ. Trong tương lai Nga Mi đang nghĩ đến chuyện cũng là một chương trình có những cái tiết mục đặc biệt, đó là bởi vì ở đây hầu như là rất là ít ai trình diễn những cái hàng quý. Hàng quý hiếm đó chị. Dạ, đúng rồi đó. Hồi nãy em nghe chị hát mà em thấy coi như là rất là khoái luôn á. Vậy hả? Vậy hay quá. Dạ. Nghệ thuật của mình, nghệ thuật dân ca truyền thống Việt Nam cũng rất là hay. Mình cố gắng mình giữ một cái nền văn hóa dân, kêu là một cái âm nhạc dân tộc trên xứ người. Và thưa quý vị, bây giờ trước khi nghe chị Nga Mi xuất hiện đặc biệt với một cái thể loại khác, thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết là công ty Cancolato Food với 3 loại đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo đen thưa quý vị, tức là Black Cordyceps, quý vị chưa bao giờ nghe, ít nghe nói tới và chẳng có nơi nào có, chỉ có tại công ty Cancolato Food thôi. Loại số 1, một hộp gồm có 6 chai. 6 chai này mỗi chai 100ml với giá 360 đồng. Loại số 1 dành cho những người bị không còn sức lực, mất hơi, mất sức lực, không đuối sức, bị đứng lên và chóng mặt hay chóng mặt rất là nhiều thưa quý vị, cũng như là những trẻ em chậm lớn vân vân, những người già, những người trẻ mà coi như là trong người không có power, nội lực, thì chúng ta dùng loại Black Cordyceps số 1 sẽ rất là khỏe. Loại số 2 thưa quý vị dành cho những người bị yếu sinh lý, yếu thận, nó sẽ bổ tận thận, giúp cho chống lại hư tỳ, hư vị, hư phế vân vân, và để cho những người bị
yếu sinh lý rất có thể khả năng tăng mạnh trở lại cho cả nam và nữ, tăng cường hạnh phúc gia đình. Loại số 3 đặc biệt hơn dành cho những người bị bệnh ung thư. Trong lúc xạ trị hóa trị, chúng ta không có sức lực để ăn uống và chúng ta phải rất là đau đớn nữa, thì có loại cordyceps số 3 này sẽ giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên để quý vị có một cái sức lực để chống chọi lại những cơn xạ trị hóa trị đó. Và chị Linh Nu tại Pennsylvania là một trong những người đã dùng cái loại số 3 này để chị bị ung thư não và chị bị xuống cân rất là nhiều, chị ăn uống không được, chị cầu cứu và Trung Tổ Lưu đã gửi cái loại số 3 này lên cho chị và chị nói rằng phải đọc tên chị trong giờ chuyện phố phường trong chị, và chị nói là chị rất là thích cái loại số 3 này. Nên nếu quý vị có cùng hoàn cảnh, tức là bị đang gia đình có người thân bị ung thư và cần sức lực thì nên gọi vào để lấy cái loại độc trùng hạ thảo số 3 thưa quý vị. Ngoài ra, công ty Concolor Food còn có những loại trà rất là đặc biệt mà hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ba loại trà thôi. Loại trà BG dành cho tiểu đường, giúp cho quý vị ổn định lượng đường trong máu, size từ 3 gói cho đến 12 gói thì quý vị lượng đường sẽ giảm xuống dưới mức an toàn để cho quý vị có thể sống bình thường và quý vị cũng phải biết kiêng cữ. Loại trà CH là một loại trà mà bây giờ đang rất là hot để chống lại cholesterol, tức là mỡ trong máu thưa quý vị, để cho quý vị chống lại những cái việc mà bị mạch máu bị tắc nghẽn, giúp cho làm cho quý vị bị có thể bị stroke đột quỵ. Nên quý vị có thể dùng loại CH, tức là trà loại mỡ trong máu. EP là một loại trà đặc biệt dành cho quý ông, những người bị xưng tuyến tiền liệt đi không được, đi và đi tiểu rác, đi tiểu bón, tức là đi tiểu từng rất là khó thưa quý vị, thì quý vị dùng trà EP sẽ rất là tốt và chúng tôi có nhiều khách hàng đã dùng loại trà này và đi tiểu được bình thường cũng như đi đứng được bình thường. Những cái loại này tất cả chúng tôi đều có tại Tân Tú Quỳnh là nơi độc quyền phát hành thưa quý vị. Ngoài ra có một nơi cũng có nữa là Việt Face Mall và My eShopping cũng có những sản phẩm này. Xin quý vị gọi cho chúng tôi 7146127309 hoặc vào website tantuquinh.com. Tại Thúy Nga Paris Canada cũng có sản phẩm này thưa quý vị. Tiếp theo xin giới thiệu công ty Liên Phạm với chị Trang Thanh Lan. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty Liên Phạm, một công ty chuyên đặc sản quê nhà, chư sĩ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm đủ các vùng miền, gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin liên hệ là 714-453-7777, 1714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, Street 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu phở Thìn và Hảo Vị BBQ. Sáng nay Trang Thanh Lan tới thì thấy hàng về nữa quý vị ơi, hàng mới về là có cá chốt. Cá chốt trứng quý vị ơi, quý vị về cá tươi luôn, cá tươi hay là cá tươi thì đương nhiên là cá tươi luôn á. Cá tươi mà để giống như một nắng, cá tươi đông lạnh rồi đâm, nhưng mà là Liên Phạm, đặc biệt của Liên Phạm là không bao giờ bán hàng cũ, hết cái đợt hàng này rồi á là sẽ có một mặt hàng khác tới. Một cái container tới để thay, mà thí dụ như hàng cũ rồi Liên Phạm cũng bỏ chứ không có bán lại. Nơi đây có bông su đũa, bông điên điển, bông thiền lý, rồi có nấm rôm, nấm mối, có tất cả các loại, và có cá tươi, cá lóc tươi, cá rô đồng tươi, cá trê tươi, cá kèo tươi, xôi gất, cá chẻ tươi, có đủ hết, xôi gất, xôi bắp. Cá chốt quá, kho xả ớt, trời ơi, như là tuyệt vời. Quý vị ơi, nơi đây có nhận EBT, tức là food stamp cho những người cao niên đó nha quý vị. Quý vị có thể đến với đây. Mắm chân. Không, mắm chân với là cái gì xôi bắp hả? Mắm chân. Không, cái gì cuốn với chuối. Bánh chuối nướng, nước dừa. Thưa quý vị nhớ là vào liênphạm1.com để quý vị ở tiểu bang xa đó gọi và order, họ gửi qua đêm cho quý vị rất là được. Nơi đây phục vụ rất là tốt và phải chung tên là phải thích nơi đây lắm, và vào là ra tay sách nát mang quý vị. Không cần phải về Việt Nam tay sách nát mang, mà tay sách nát mang tại Cali là rất là vui, hoặc là gửi tới tiểu bang cho quý vị. Tiếp theo xin mời chị Còn một tiệm nữa quý vị. Trước khi chị nói cái tiệm này em phải nói một điều. Là nữa? Sáng nay chị Lan Anh chị gửi cho chị với chị Trang Thanh Lan một gói sườn gà. Nhưng mà có khách chị Trang Thanh Lan chị nói nhường cho Hằng Nga, tặng chị Hằng Nga một gói. Chị đâu có nói đâu. Chị bị nhường mà. Nói chị cho chị nhường. Nga My biết là Trang Thanh Lan đau bụng cho nên chưa.
Nhường Trang cho bụng chơi. Cảm ơn Lan Anh. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Trang Lan. Cảm ơn. Chưa đâu, ba người còn ba món quà nữa, lát nó mới tới. Ok. Đưa đây, chị đưa em để đây đi. Để đó nó hơi kỳ. Rồi vậy Mỹ Linh nói luôn cái phần của Lan Anh Kitchen nè quý vị. Ở đây cũng có nhận EBT, tức là food stamp đó quý vị. Lan Anh Kitchen nằm ở chỗ 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán rất nhiều quý vị ơi. Phở nè, mì Quảng Phan Thiết, bánh canh tôm cua, bún cá, bún bò Huế, bún chả Hà Nội, hoặc là có bánh xèo, bánh khọt rất là giòn và ngon, cơm sườn nướng, rồi cơm cá hồi sao mình, hoặc là có những cái tray như là để cho xài những cái party từ 10 người tới 15 người hoặc là 20 người, những cái món khai vị, gỏi, salad nè, súp nè, rất là ngon quý vị. Còn cuốn là hôm bữa Mỹ Linh có ăn cái nem nướng cuốn á, thì tự cuốn nó rất là ngon quý vị. Đó là những món chính, rồi những món tráng miệng thì có chè. Cô này là người được cái giải thưởng về chè, cho nên cổ nấu chè rất là ngon. Bữa nay có món mới nha. Món thứ mới. Nhất, thưa quý vị, đó là món bánh lọt. Bánh lọt bữa chị ăn, bữa nay chính thức ra rồi. Bánh ngon lọt lắm quý vị ơi. Có bộ ba bánh lọt lùm lùm hết. Trời ơi. Ngoài ra vừa béo mà vừa thanh đó nha. Một món nữa là crawfish nha quý vị. Crawfish, có thêm món crawfish rất là ngon luôn. Crawfish ngon lắm. Đó được đó nha. Đó là món được đó. Và thưa quý vị, đó là những cái món ở tại Lan Anh Kitchen. Ngoài ra cái món bánh xèo, bánh khọt, cái gì cũng có nơi đây hết, nên quý vị cứ an tâm đến Lan Kitchen đó. Nó nằm trên đường Westminster quý vị, đi tường beach chạy lên đó, qua khỏi Golden West nằm bên trái, nhìn thấy chữ Popeye quẹo trái vô là tới. Rất là nhiều quý vị đã đến ủng hộ cho Lan Anh Kitchen. Và thưa quý vị, nếu quý vị thấy có điều gì không hài lòng, quý vị cứ cho nơi đó biết để họ cải thiện cho quý vị nhé. Quý vị đừng có ngại. Có nhiều khi có những quý vị ngại không dám nói gì hết, nhưng mà họ ở đây rất là dễ thương và có thể là sẽ cho quý để nhận sự góp ý của quý vị để họ cải thiện càng ngày càng tốt hơn, cả về cách phục vụ lẫn về cái chất lượng đồ ăn sản phẩm. Và thưa quý vị, bây giờ là chúng tôi xin đến với công ty của Việt Face More. Thưa quý vị, Việt Face More với tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc. Thưa quý vị, tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc đây là một loại được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm, giúp đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. 210 đồng một hộp, 210 đồng một hộp. Ngoài ra, một cái sản phẩm mới về của họ, thưa quý vị, đó chính là probiotic, hai gen probiotic rất là nổi tiếng trước đây, mà quý vị thấy là trong năm đầu cuối năm ngoái đó, cuối năm 2023, quý vị đã mua rất là nhiều sạch sẽ của Trung tâm Thúy Nga và Việt Face More luôn, với hàng ngàn hộp đã bán hết. Quý vị thấy rằng đây là một loại mà men vi khuẩn tươi tốt để bổ trợ cho đường tiêu hóa, thưa quý vị. Nó giúp cho ngăn ngừa nhiễm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa tiêu chảy do chứng không dung nạp đường lactose, giúp ngăn chặn chứng trào axit từ dạ dày, giúp thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, giúp giảm dị ứng trong thân thể. Một hộp 150 đồng, thưa quý vị, một hộp 150 đồng. Và cái loại này đó, quý vị biết rằng nó, những người bị bệnh gan, vàng da vân vân, và bị hay bị ngứa trong đêm ngủ đó, thì uống loại này vô nó sẽ hết, bớt hết rất là nhiều. Đây là loại Hygiene Probiotic của Hàn Quốc. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một loại nữa, đó là Hoàng Bổ Đáng hai con phượng, thưa quý vị, hai con phượng 60 viên. Loại này giúp cho quý vị cũng để ngăn ngừa đột quỵ, giúp điều trị sau đột quỵ, và giúp cho những người bị nhức nửa đầu, kêu là rối loạn tiền đình, bị chóng mặt vân vân, thì quý vị dùng loại này của hãng Samsung. Nó cũng có tác dụng giống như An Ngư Hoàng Cung, và hộp này 60 viên, 300 Mỹ Kim. Quý vị có thể đến với Việt Face More, vietfacemore.net, và số phone hiện trên màn ảnh để quý vị mua sản phẩm này. Tiếp theo cũng là một công ty nhà của Việt Face TV, thưa quý vị, đó chính là công ty My E Shopping, với một sản phẩm, một bộ sản phẩm đặc biệt gọi là Estarachu. Estarachu là gì? Đây là một phát minh nghiên cứu 30 năm của trường đại học Seoul, Hàn Quốc, đã chế tạo ra một loại tế bào gốc thức bằng cuốn rốn của thai nhi, thưa quý vị. Đặc biệt nữa, nó tác dụng, nó còn bỏ vô thêm là cỏ hổ, trái sung, trà xanh, và nó có trứng cá hồi rồi vô, một cái tổng hợp nhiều chất vô, làm cho quý vị, để giúp cho quý vị hồi phục làn da, tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc, giúp da giữ độ ẩm và căng mỏng. Một bộ 240 đồng. Xài tiếp theo trong đây, thưa quý vị, đó là Deep In Night Cream.
Đây là một loại 65 đồng, xin ban kỹ thuật cho cái hình Deep In Night Cream. Đây là kem dưỡng da ban đêm công nghệ, dùng theo cái công nghệ lăng kim mà, nhưng mà nó cà da mặt quý vị bằng vỏ san hô. Nó rất là nhẹ nhàng và không cần phải lăn kim đau đớn trong các thẩm mỹ viện. Chúng ta dùng để thẩm thấu kem vào da liền, giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ, giúp phục hồi da, tái tạo làn da. Kèm với những sản phẩm tiếp theo nữa là Esereju Booster Serum. Loại này thì 60 đồng một hộp, giúp da sáng da, nhìn làn da sẽ trong suốt mượt mà, làm tái tạo làn da của Esosome, tăng cường collagen giúp giữ ẩm cho da, giữ trang điểm trong ngày và không bị nhờn da mặt. Và cuối cùng của họ là một chai Snow Tone Up Cream, chỉ có 20 đồng thôi, giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tone màu của mình, giúp xe kích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen để da được săn chắc, để chúng ta không cần dùng mỹ phẩm make up nhiều quá và có thể dùng thay thế kem lót khi trang điểm. Với một bộ 385 đồng, quý vị có thể mua lẻ từng thứ hoặc mua nguyên bộ luôn. Xin gọi cho My eShopping với số phone hiện trên màn ảnh, quý vị lấy giấy máy ảnh chụp nhé. Những số phone và hoặc là vietfacemore.net đều có hết. Đây là những sản phẩm nhà của trung tâm Việt Face TV. Bây giờ thì đến phần giới thiệu đến quý vị phần trình diễn đặc biệt của nữ ca sĩ Nga Mi. Bây giờ chị nói, có thể nói cái phần đặc biệt của chị hôm nay là gì không? Và chị có thể cho biết tại sao chị là một người nghiên cứu cái dòng dân nhạc rất là nhiều, hát dân nhạc coi như em biết cả đời của chị là hát dân nhạc không? Và tự nhiên hôm bữa là sinh nhật của em á, sinh nhật của em á, cô Thúy cũng hết hồn, cô Thúy Nga đó, cô nghe cũng hết hồn luôn, cũng nói chứ, trời hát hay quá. Rồi đó, bây giờ đó chị nói đi. Trung Tử Lưu quá khen, là vì mình đúng Trung Tử Lưu nói là Nga Mi nào giờ hát dân ca nhiều, nhưng mà thật ra đó nhạc Mỹ đó thì mình nghe từ cái hồi mà mình còn ở trong bụng mẹ luôn đó, phải không? Tại vì mình ở Việt Nam những cái thời gian mà trước 75 là nhạc Mỹ rất là nhiều, cho nên dù sao chăng nữa nó cũng vào trong máu mình, phải không? Thì Nga Mi cũng yêu thích nhạc Mỹ nữa, cho nên sau này Nga Mi cũng hát một số những bài nhạc mà Nga Mi yêu thích. Thì trong đó có cái bài mà Trung Tử Lưu với lại Linh có nghe đó, là bài My Way. Bài này thì thường thường nó thấy mấy ông hát chứ đàn bà ít hát, phải không? Thế nhưng mà Nga Mi nghĩ rằng khi mình hát My Way có nghĩa là mình muốn thổ lộ cái tâm tình của mình, là mình muốn làm những cái công việc gì, bất cứ một chuyện gì bằng cái đường lối riêng của mình, và với một cái tâm hồn và một trái tim tốt thì bao giờ cũng có những kết quả tốt. Đó là bài My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that full, I travel each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each shadow course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all,
I laugh and cry. I have my share, my fear of losing. And now the tears subside. I fight it all, so amusing. I did it my way. For what is so woman? What has she got if not herself? Then she had not to say the things she truly. Dễ cảm ơn sợ luôn. Cảm ơn chúng tôi luôn. Kỳ sau đó chị Hằng Nga, quên chị Nga My mình. Mặt chị giống ánh trăng rằm. Kỳ sau chị Nga My sẽ lên hát cho quý vị nghe nhạc Việt Nam, nhạc tình của Việt Nam. Nữa để quý vị thấy đây là một chị rất là tài năng của tôi. Cảm ơn chị đã cho một cái bài My Way rất là hay. Và phải nói rằng cái dư âm trong đêm đó em vẫn nhớ là trong cái đêm sinh nhật. Em cảm ơn chị đã tặng em bài My Way. Đây là một trong những bài mà em thích nhất về nhạc. Đúng rồi, chị cũng rất là thích bài này. Và thưa quý vị, trước khi nghe chị Trang Thanh Lan hát, chúng tôi luôn sẽ giới thiệu nhanh những cơ sở thương mại cuối cùng đã bao giờ trong chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là gương mặt đại diện với hai sản phẩm duy nhất mà thôi. Đó là bộ 1 gồm có 5 chai tế bào gốc của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung do 8 bác sĩ Hàn Quốc cùng điều chế với một cái chai collagen gọi là Renew Cream, giúp cho quý vị tái tạo làn da mới, những làn da bị hư cũ, bị nám, bị đồi mồi, bị cắt xẻ quá nhiều vân vân thưa quý vị. Và ở thể nhẹ cùng với cái Renew Cream sẽ giúp collagen, giúp cho quý vị da căng bóng trắng và giúp cho quý vị lúc nào cũng trẻ đẹp, giống như cái gương mặt của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung mà chúng tôi lâu đã từng tưởng là cô xài app, nhưng khi gặp bên ngoài thì cô nói là cô xài loại này và chúng tôi lâu đã xin cho cái công ty này ra ngoài để bán ở bên ngoài, chứ thường thường họ chỉ làm trong thẩm mỹ viện của họ mà thôi. Và nếu quý vị bị nám nặng, bị tàn nhang, bị mụn thưa quý vị, thì quý vị có bộ Nguyễn Hồng Nhung 2. Cũng xin nói thêm, bộ Nguyễn Hồng Nhung 1 là một bộ là giá 300 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, bộ thứ 2 là bộ nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung 2 với những gồm có 3 chai thưa quý vị, để giúp cho quý vị trị nám, trị đồi mồi, trị tàn nhang ở thể bị nặng đó, thì chúng ta dùng loại này ban ngày và ban đêm rất là tốt. Và bộ này thì giá 320 đồng. Xin quý vị gọi cho cô Helen, cô Tessie ở số điện thoại 7147092222 để hỏi thêm và tư vấn thêm về dịch vụ căng chỉ vàng da mặt bằng collagen, giúp cho quý vị trẻ hơn 20 tuổi 30 tuổi trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ với một cái loại collagen mới hiện nay độc quyền của công ty Image Beauty thưa quý vị. Đó là thay vì phải bỏ trong mặt của chúng ta nhiều sợi collagen để căng cái mặt chúng ta ra trẻ, bây giờ chỉ cần có 1 sợi hoặc 2 sợi thôi. Đây là hàng độc quyền và là một cái sản phẩm của Hoa Kỳ. Quý vị nhớ đón xem những cái talk show của công ty Image Cosmetic trên đài Việt Face TV vào mỗi tuần thưa quý vị. Và quý vị nếu mà muốn mua sản phẩm này trên khắp thế giới, có thể gọi cho Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 7146127309 cũng như vào website tantuquynh.com. Thúy Nga Paris Canada ở bên Canada với số phone hiện trên màn ảnh, quý vị có thể lấy máy ảnh chụp. Và bây giờ là công ty hát nhân sâm Well Ground thưa quý vị. Những sản phẩm hát nhân sâm, xin chị Trang Thanh Lan giới thiệu chút xíu về hát nhân sâm của chị.
Cũng như là Trang Thanh Lan cũng đã từng chia sẻ với quý vị là mỗi buổi sáng trước khi sau khi ngủ dậy, trước khi đi đánh răng, Trang Thanh Lan sẽ uống một muỗng sâm này, thì Trang Thanh Lan sẽ ấm và khỏe mạnh nguyên một ngày. Quý vị làm việc không có biết mệt mỏi, cũng như là những khi mà mùa lạnh thì mình cảm thấy mình ấm, nhưng mà mùa nóng giống như hè nắng thì mình cảm thấy mình nóng người, là tại vì cái sâm này làm cho mình ấm người lắm, không có bị lạnh, không có bị cảm cúm bậy bạ. Thưa quý vị hãy uống sâm Trang Thanh Lan. Cao cốt Trang Thanh Lan. Quý vị biết là chị Trang Thanh Lan uống mà riết, mà coi như là khách hàng cũng chỉ tìm sâm của Trang Thanh Lan mà thôi, và muốn là cao cốt của Trang Thanh Lan mới chịu. Và chị Mỹ Linh, cái sâm bột cũng rất là tốt. Ở đây là những cái loại chúng tôi sâm nước thì vẫn chưa có lại, nên chúng tôi chỉ giới thiệu hai loại sâm nước và sâm bột. Ngoài ra Wellcrown còn có sâm dành cho nam, thưa quý vị. Đó là một loại sâm để giúp cho quý vị nam giới yếu sinh lý đó, thì dùng loại sâm hoang dã và hắc nhân sâm cùng hạ mắc ca v.v. làm cho tăng cường sức mạnh sinh lý cho đàn ông. Một hộp 300g với giá là 300 Mỹ Kim. Một những loại hắc nhân sâm khác chúng tôi cũng có, đó là hắc nhân sâm Royal của chị Giao Linh hay dùng, cũng quý vị cũng rất là ưa chuộng. Nhất là quý vị không hiểu tại sao quý vị ở Anh, ở Úc hay xài loại này. Sâm Royal có thể thấy cái thùng bự họ thích. Đẹp. 1 kg thưa quý vị 600 Mỹ Kim. Và đây là mẫu mã mới, hộp rất là đẹp hơn hộp cũ à, để chống hàng gian hàng giả nha quý vị. Chúng tôi hàng nhập thẳng từ Hàn Quốc nên rất là chất lượng và bảo đảm cho quý vị. Hắc nhân sâm, về cái hắc nhân sâm lát đó, thì chúng tôi có hai hộp, một hộp bự, hộp nhỏ. Hộp nhỏ này đó là 100 Mỹ Kim với 100 lát nhỏ, và hộp bự là 150 Mỹ Kim với 100 lát bự. Hắc nhân sâm tẩm mật ong, để quý vị đi chơi, đi du lịch, quý vị mang theo nhai một ngày mấy miếng thôi, nó cũng sẽ khỏe giống như vậy. Tại sao chúng ta phải dùng hắc nhân sâm thưa quý vị? Là bởi vì chúng ta càng già càng bệnh càng yếu, những người mà nói chung là nam phụ lão ấu đều dùng được, nhất là các em đi học sinh đang học thi học bài đó, mà trí nhớ kém hay là mệt đó, dùng hắc nhân sâm vô khỏe khỏe. Đặc biệt hắc nhân sâm nên dùng là bởi vì cao mỡ, cao máu, tiểu đường, đau tim đều dùng được, nó không có bị hạn chế như là sâm trắng và hồng sâm. Hắc nhân sâm đông trùng hạ thảo và linh chi cũng là một sản phẩm hot của chúng tôi, giúp cho quý vị không những chỉ là bổ gan, bổ thận, giúp cho quý vị bổ khỏe, tăng cường sức khỏe, tăng cường sinh lực, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa cúm, ngăn ngừa ung thư, mà nó còn giúp cho quý vị phụ nữ hết bị nám mặt tàn nhang khi dùng loại sâm này. Bởi vậy nên cũng rất là nhiều người đã dùng loại hắc nhân sâm này, nhất là chị Tâm Restaurant đó thưa quý vị. Rồi chúng tôi cũng có sâm combination 5 trong 1, gồm có 2 hộp hồng sâm, sâm bột, hồng hộc sâm và 3 hộp cao cốt hắc nhân sâm. Một hộp như vậy là 700 Mỹ Kim. Chúng tôi đang bán là ở Hàn Quốc là 800, nhưng chúng tôi đang bán là 699 Mỹ Kim. Tặng thêm cho quý vị một cái chai dầu thơm Dubai rất là đẹp, và cái kiểu chúng tôi đang để trên bàn đây rất là nhiều đó thưa quý vị. Chỉ giá đến 75 đồng, nên cái sâm chỉ còn có 625 đồng mà thôi. Và chúng tôi cũng có một loại sâm nữa là hắc nhân sâm với đông trùng hạ thảo thôi. Và loại này là cũng một hộp 1 kg gồm 4 chai, giúp cho quý vị vừa bổ thận, vừa giúp cho quý vị vừa bổ sức khỏe, và nó cũng giúp cho quý vị tăng cường trí nhớ, tăng cường sinh lực. Đây là những một loại đặc biệt cho những người hay bị chóng mặt, nhức đầu nữa thưa quý vị. Dùng hắc nhân sâm này rất là tuyệt vời. Một bộ này là 4 chai 500 đồng. Để gửi đến quý vị. Quý vị có thể đến với chúng tôi ở Tân Tú Quỳnh hoặc là vào website tantuquinh.com. Bây giờ chúng tôi bước qua nhanh sản phẩm của Tân Tú Quỳnh. Thưa quý vị, Tân Tú Quỳnh xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm của chúng tôi giới thiệu hôm nay. Trước hết đó là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt thưa quý vị. Extra Strength Thai Best Cordyceps The Best. Và loại này 1000mg lận, nên quý vị uống một lần 1 viên 2 viên là quý vị đã thấy nó khỏe rồi. Cái đông trùng hạ thảo thì tác dụng quý vị cũng đã nghe nói tới rồi, chúng ta chỉ cần đánh trong Google, nếu nãy giờ quý vị chưa nghe kịp thì thấy tác dụng của nó vô cùng tốt, giống như là hắc nhân sâm và linh chi và những cái loại linh dược của thiên nhiên tặng cho con người. Một hộp như thế này là 90 đồng một hộp, mà chúng tôi mua 3 tặng 1 cho quý vị với 90 viên nha quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng có những sản phẩm là thuốc mọc tóc của Hoa Kỳ, The Best of Grow Hair, cái loại chai này đến 3.4 oz, nên chỉ cần một liều này đó, là quý vị đã từ 3 tuần tới 6 tuần tóc sẽ mọc lên rồi. Tất cả những sản phẩm của cái này cũng đã 70 đồng một hộp. Một chai mua 2 chai thì được miễn cước phí, và mua 3 chai được tặng 1 chai. Tất cả đều được mua 3 tặng 1. Có một sản phẩm mà chúng tôi thấy rằng quý vị đã mua rất là nhiều trong tuần lễ này, đó là chai thuốc phỏng Easybell. Tại sao? Là bởi vì chúng ta bị phỏng, sợ nhất là đau rát. Phỏng lớn, phỏng nhỏ, phỏng trên tay, trên người mà đau rát rất là khó chịu, và nhất là trẻ em. Thì cái này là một cái phương thuốc thần diệu để quý vị xoa lên và nó sẽ hết đau và giúp cho quý vị mau lành da. Bởi vậy cái loại này có 102 mỗi nhà, nên có một chai. Những người làm nghề wax cũng có thể dùng để sức cho những khách hàng mà chúng ta lỡ làm phỏng. Nên cái loại này rất là đặc biệt.
Isabel, chỉ có tại Tân Tú Quỳnh có cái loại này thôi thưa quý vị. Chúng tôi cũng có những loại thuốc như là dời leo, không ai bằng hết, chữa lúc nào cũng hết, tất cả các loại nấm đều chữa hết. Rồi chúng tôi mà rồi chúng tôi có thuốc bổ mắt vân vân, và những cái loại chai thuốc mà chúng tôi hôm nay cũng giới thiệu đến quý vị đó là L88 bổ phổi, thì quý vị thấy cái này nó trở thành một danh phẩm rồi. Chúng tôi bán không nhiều lắm là bởi vì nó giúp cho phổi khỏe mạnh, giúp cho phổi quý vị chống lại những cái cảm cúm vân vân. Nó được tăng cường từ cái N38 ngày xưa nha quý vị. Một hộp 90 viên, ngoài đang cũng có chương trình mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. K88 và D88 cũng là hai sản phẩm rất là cần cho quý vị. Một cái là bổ thận, giúp cho thận quý vị bị hay tiểu đêm, lạnh lưng, sống lưng, rồi để thải những chất độc tố trong thận, để giúp cho quý vị ngăn chặn nguy cơ phải bệnh thận nặng đi, càng ngày phải càng lọc thận hoặc là yếu sinh lý, thì dùng loại K88. D88 thì giúp quý vị về giảm lượng đường trong máu và điều chỉnh lại cái lượng glucose trong máu, để cho quý vị không có bị ngăn ngừa biến chứng của tiểu đường, cũng như giúp cho quý vị giảm cái lượng đường mà chúng ta hàng ngày đó, để cho chúng ta có quân bình được lượng đường. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều loại sản phẩm khác, và riêng cái colon này thì vô cùng đặc biệt, là bởi vì những ai bị bệnh, bị bón đó thưa quý vị, bị táo bón, bị chướng bụng, bị sình bụng vân vân, thì chúng ta dùng cái detox colon này nó đưa thải độc tố và giúp cho quý vị đi ngoài rất là dễ dàng, nhưng mà không có phải là bị tào tháo đuổi. Nó giúp cho quý vị nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng cho quý vị nhé. Nên đây là những loại đặc biệt. Và cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đó là cái chai SD thần kỳ thưa quý vị. Chai SD thần kỳ lúc nào cũng giới thiệu đến quý vị, chỉ cần bỏ lên một giọt trà cho nó khô, bỏ lên một giọt trà cho nó khô, thế là 800% của tiếng nội tiết tố của người 20 tuổi đã vô. Và nó thật là thần diệu mà ba chị em chúng tôi đều dùng, giống như là những cái vật bảo bối. Và chúng tôi đã giúp cho nhiều ngàn người hết bị mất ngủ, hết bị mất ngủ nè, hết bị nhức vai, đau vai mà giơ tay lên không được nè, rồi bị xương, bị vọt bẻ, bị trào ngược axit dạ dày, rồi bị đau chân, đau tay, đau vai, đau lưng vân vân, tất cả các loại đau rất là hay. Và thưa quý vị, xin quý vị gọi vào cho chúng tôi với điện thoại là số điện thoại đang hiện trên màn ảnh 7146127309, cũng như là tantuquynh.com thưa quý vị. Và quý vị cũng có thể lấy máy ảnh chụp để biết ở Việt Nam cũng có cô Vân, có những sản phẩm của Tân Tú Quỳnh và Thúy Nga Paris Canada đều có hết. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ xin mời chị Trang Thanh Lan. Hôm nay Trang Thanh Lan xin ca hát một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Trọng, Mộng Ban Đầu. Thầy cho lời em nhé.
nhắn Hương Thanh Bình về đâu. Lúa được mùa mưa nắng, gái trai làng vui sướng quăng gánh nỗi lòng nhau. Em thấy mộng ban đầu, nhớ về tròn xuân mới. Bỗng mẹ cười mẹ nói con gái lớn thật mau, mai mốt mẹ ăn trầu. Bỗng mẹ cười mẹ nói con gái lớn thật mau, mai mốt mẹ ăn trầu. Bài này em thích lắm, bài dễ thương ghê vậy đó. Và thưa quý vị, để kết thúc chương trình, chúng tôi luôn xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mang tên Kinh Khổ. Mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em túi trời xanh còn nguyên đừng biến mất. Người về một ngày một lứa thưa, người đi càng đêm càng đông dần. Từng dài âu lo, từng đêm đợi chờ, mộng thật cam go, miễn là may niệm đâu thành nụ cười. Xin cho mẹ trọn lời kinh đêm nay, người sẽ về trước khi mẹ khuất núi. Xin cho mẹ ngoài trời im kinh động, người sẽ về dù rách rưới tà tơi. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng dễ càng thưa dần. Rồi ngày sinh ly, rồi đêm từ biệt, còn lại đêm nay nối vòng tay tình yêu người và người. Lời nguyện cầu này dành cho nhau, từ khi loạn ly vào đêm đầu. Tình người tiêu hao, niềm tin bụi bạc, gà rục sáng canh, mãi ngoài hiên đầu tơ tròn tiếng gáy. Lạnh lùng một ngày một quá mau, lời kinh mù sương mờ trên đầu. Mộng chờ sau đêm, ngày mai thật lạ, thù hằn anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà. Xin cho mẹ chọn niềm tin đêm nay, người sẽ về trước khi mẹ khuất núi. Xin cho mẹ một giờ im kinh động, người sẽ về dù rách rưới tà tơi. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng dễ càng không còn. Rời ngày sinh ly, rời đêm từ biệt, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Hay quá. Hay quá. Và thưa quý vị nghe khổ. Và thưa quý vị, kinh khổ mà. Người ác mà đọc kinh cũng hay.
Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là hết giờ rồi. Xin cảm ơn chị Nga Mi tuyệt diệt sư thái đã đến trong đêm hôm nay, và mong chị sẽ trở lại với chương trình của Chuyện Phố Phường trong một ngày gần đây, và xin chị gửi một lời chào nhanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình rất là hay và đặc biệt của Chuyện Phố Phường của Trung Tử Lưu và chị Thanh Thanh Lan cũng như chị Linh. Nga Mi cũng hy vọng một ngày nào sẽ trở lại với để gặp gỡ quý vị, và những cái sản phẩm rất là độc đáo này nãy nghe Trung Tử Lưu giới thiệu rất là nhuyễn nhừ mà hay quá, khiến cho Nga Mi cũng muốn mua luôn đó nha. Cứ ra mua tự nhiên đi chị. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin hẹn quý vị gặp lại vào chương trình thứ hai tuần tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.